Rồi, lời đầu tiên em xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ mình Tổ quốc. Hôm nay em tục lên em một clip gồm 11.000 câu nha anh em. 11.000 câu này là 11 cây cần câu ISO hạ tay, có độ cứng gờ tầm khoảng 2H đến 5H. Chiều dài gờ tầm khoảng 3,6 đến 5,4. Đây, từ đây đi qua đây là hàng 5 mét. Từ đây xuống đây là hàng 4 mét mấy với 5 mét. Rồi đem vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lỗi hoặc không giống clip em lên á thì em nhận lại. Rồi cảm ơn anh em. Đem lên cây thứ nhất cho 10 tham khảo. Cây thứ nhất là một cây cần súp ngheo ta, hàng của khu sức nội địa Nhật. Cây này là cây súp dài 3,6 m, cứng 20,6 m. Em hạ tay luôn. Cây này em đổ nắp luôn nè. Đổ nắp chập đầu cần. Đây đó, đi keo đầu cần luôn. Tất cả những cần em làm hạ tay thì em đều đổ nắp chụp đầu cần, đứt cần và đi keo đầu cần hết. Cây này có chiều dài là 3,6 m, nặng dài thu gọn là 100 cm, đọt 2 ly 2, nặng 250 g, cứng gờ tầm khoảng 8H nha anh em nè. 23,6 m độ cứng mà 20 của cần súp rồi, thì so với cần tay thì 8H cũng là điều nhỏ nhoi quá. Cây này giá 700k nha anh em, phôi là phôi carbon. Độ mới cây này khá ok vì nó bị lỗi phen, không có phen thay, em hạ tay luôn. Đó. Anh em lấy cây này về trên bè nè, anh em câu cá, giật cá điêu hồng, câu tra đều ok, câu chim. Đó, cây này dạng đến bạo lực rồi. Anh em có thể đi nhấc ếch cũng được, săn hàng đọt đây anh em, đọt khá to nha, độ cứng gờ tầm khoảng 8H á, đè mà không cong luôn nè. Đọt 2 ly 2 full cây carbon. Rồi giá công cây cái thứ nhất 700k nha mọi người. Đó, ngoại hình khá ok, không xước sắc nhiều, carbon sẵn. Theo sẽ là cây số 2 nha mọi người. Cây số 2 là một cây cần của cây cần cần ISO đọt số 4 và 34,3 m. Cây này là chất liệu carbon nha anh em. Cây này nội địa Nhật nha. Đó. Những hàng ở đây là hàng em lấy từ Nhật về hết. Đó. Báo anh em luôn. Cây này dài 4,3 m, nặng 190 g. Đọt 1 ly 8, độ cứng tầm khoảng 3H rưỡi đến 4H. Cây này thu gọn 120 cm, giá 600k nha anh em, hàng carbon. Đây, cái bát máy đây, đó, tháo ra thì bị xước sát. Nói chung thì những cây cần ISO này ngoại hình khá ok. Về anh em câu giải trí được, đánh bạo lực được. Đây, tất cả những lóng thì em đi chỉ đầu cần hết nha anh em. Đó. Khá đẹp nha. ISO hạ tay nha anh em. Đó. Làm hết cho anh em gọn ghẽ sạch sẽ, và anh em chỉ cần vô nhợ vô vô thẻ và đi câu thôi. Đó. Phôi vẫn là phôi carbon. Đó. Đọt đây, đó, đọt carbon sắn cuộn cuộn luôn anh em. Nói chung thì những cây này ngoại hình nó xuất sắc thì không thể chấp được. Đó. Đọt khá ok nha. Đọt ra tầm khoảng 3H gửi đến 4H nha anh em, khá cứng. Đọt là đọt carbon, nguyên cây carbon luôn chứ không phải đọt nữa. Rồi cây thứ hai giá 600k nha anh em. Đó, anh em về câu chê câu chép săn hàng lấy mấy cây này đánh khỏi sợ hư luôn. Thôi nó rất là dày nha anh em, hàng ISO hạ tay. Đó, cây số 2 giá 600k. Tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 là một cây cần ISO hạ tay. Đó, chất liệu là carbon. Cây này sẵn đây. Đó. Đây, chỗ này là chỗ gắn bắt máy, tem sức nội địa Nhật. Đó. Cây này dài 4,35 m, nặng 200 g, thu gọn 106 cm. Đọt 1 ly 4 nha anh em. Độ cứng nó gờ tầm khoảng 1H, tầm khoảng 2H5 đến 3H. Giá vẫn là 600k nha anh em. Đó. Đây, nó vẫn đi chỉ đâu cần hết. Đó. Đẹp đẽ nha anh em.
đây, gắn nút lại. Nên... chất liệu kính này vẫn là chất liệu carbon nha anh em. Đó. Độ cứng tầm khoảng 2H rưỡi đến 3H. Đây. Đó. Để gần như anh em thấy nó vẫn carbon sẵn nha anh em. Đó. Nói chung thì em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước hết, nếu hàng không giống clip em lên như nè, anh em trả qua cho em. Cái này những lóng trong nó còn nhìn khá ok nha anh em. Đó. Sơn kim tuyến khá đẹp. Xe sát ít. Sẵn thế này đi khỏi bàn. Những cây này thì về anh em đi Congo giết săn chép, săn chơi đều ok. Thì phôi nó dày, nó cứng đều hết luôn. Vì hàng ISO hà tay. Đó. Đọt nó đây. Đọt cái này tầm khoảng 2H rưỡi 3H. Tất cả những lóng ở trên nó rất là cứng nha anh em. Đó, vì ISO. Rồi, giá công khai cây số 3 vẫn là 600k nha anh em. Giá chưa bao gồm phí ship nha. Tiếp theo sẽ là cây số 4. Cây số 4 vẫn là một cây ISO hạ tay. Cây này của cây này chất liệu carbon. Hàng gì? Đó, biết tem nó là tem sức nền địa Nhật thôi. Cây này ngoại hình nhìn khá ok nha anh em, khá mới á. Cây cây này dài 4m5, nặng 130g. Thu gọn 104cm, đọt 0.7 ly, độ cứng tầm khoảng 2H đến 2H rưỡi nha anh em. Cây này chiên chép rồi. Đây, đầu cần em đều đi chỉ hết. Đó, đi chỉ phong thủy đẹp theo đầu cần luôn. Cần xanh đi chỉ xanh. Đó. Cần thì em bao lỗi lầm hỏng hóc nha anh em. Bao tét, bao hỏi hầm lòng, bao lỗi hết. Nếu anh em về kiểm tra mà thấy cần lỗi test bể gì anh em gửi về hết, nhận lại hết. Đó. Cây này cứng tầm khoảng 2H, 2H rưỡi nha anh em. Chất liệu vẫn là chất liệu carbon. Chiên chép nha, dạng này dạng chiên chép rồi, chiên chép gô giết rồi. Phôi vẫn là phôi carbon sẵn nha anh em. Đó, cần cũng khá là mới. Đó. Anh em ở miền Tây thì lấy cái này giật điêu hồng cũng được, rất là ok. Phôi cái này đẹp ta, còn mới. Bán hàng soi cho anh em hai mặt luôn. Đó. Khá đẹp nha anh em, phôi sẵn thế này khỏi bàn. Đọt đặc nha anh em, đọt đặc. Đó. Tầm 2H gửi 2H nha. Rồi, giá công khai cây số số mấy ta? Cây số 4, giá khoảng là 600k nha anh em. Đó. Tiếp theo sẽ là cây số 5. Cây số 5 vẫn là một cây ISO hạ tay, hàng carbon, đó, sắn chìm, đó, dạng sắn hay da sắn chìm. Đầu chỉ đây, em đi chỉ đây đây. Đó. Cần màu bạc thì đi chỉ là màu bạc. Đó, nhìn ok cho anh em. Đi kẹo rống luôn. Cây này hàng zin của nó là hàng 4, đọt số 4, dài 4m5. Cây này hàng của Gromet, hàng của Hàn Quốc, xuất nội địa Nhật nha anh em. Đó. Đó. Chất liệu vẫn là chất liệu carbon. Còn khá ok nha, ngoại hình còn khá ok. Cây này dài 4m5, nặng 200g. Thu gọn 95cm, đọt 1.8, độ cứng tầm 4H rưỡi đến 4H. Từ 4H đến 4H rưỡi nha anh em, giá khoảng là 600k. Đó. Hàng khá mới khá ok nha anh em. Cây này cứng ta, 4H đến 4H rưỡi. Cây này chiên săn hàng rồi, câu chê cũng được, câu tra cũng được rồi. Đó. Giá chưa bao gồm phí ship nha anh em. Cây này mới nè. Đó. Anh em coi tới cây này là chốt cây này liền. Sẵn thế này thì đòi gì bằng anh em. Mới lắm mới anh em mày. Những lóng ở trong nó như chưa không xuất sắc nhiều luôn á. Chung thì cần này thì em cũng lười lau chùi. Đó. Đồ mới như vậy quá ok rồi.
độ cứng tầm 4 hắc rưỡi đến 4 hắc nha anh em. Đó, đọt khá cứng, đọt ra đây. Đọt này săn hàng câu chê câu chép và bá cháy. Rồi cây số số mấy ta, số cây số 5, giá khoảng 600k nha anh em. Cây này đẹp nè. Tiếp theo sẽ là cây số 6. Cây số 6 là một cây cần ISO hạ tay. Cây cần này của Ryobi nha anh em, hàng nội địa Nhật. Đó. Cây này đọt số 1 và 5m3. Ngoại hình ở ngoài thì nó có xuất sắc nha anh em. Đầu thì quẳng địa chỉ đầu cần. Tất cả đều địa chỉ hết. Cái này thì dài 4m9. Đó, chiều dài thực của nó là 4m9. Nặng 160g, thu gọn 116cm, đọt bọc ly 2, độ cứng tầm khoảng 2h đến 3h, giá khoảng là 600k. Cặn 4m9 giá 600k, GUB nội địa Nhật. Đó. Cái giá bèo nhiều như con mèo. Đó, cái này sẵn thì khỏi bàn. Anh em sẵn đây. À, xuất sắc nha. Nó cần xuất sắc nhưng mà nó sẵn. Sẵn như con rắn. Được cái là nó 4m9. Khúc này đây, khúc áp đọt nó sẵn như con rắn luôn, đọt là đọt đặc nha anh em. Đó, đọt này thì đánh thì bao gãy, bao hư. Đó. Cái này cứng ta, tầm khoảng 2h 2h rưỡi 3h. Rồi giá cây số 6 vẫn là 600k nha anh em. Đó, 2h rưỡi 3h, đọt cây số 6. Tiếp theo sẽ là hàng 5m trở lên. Đó, tiếp theo sẽ là cây số 7. Cây này là chuẩn nội địa Nhật luôn, một cây đây qua hàng nội địa Nhật. Đây nó khắc gồng gắn đây, thấy không? Đó, bên này cũng vậy. Cái này là phần để bát nha anh em. Đó, đây tem nội địa Nhật. Để mắc in Japan luôn hay vậy. À, hàng đại qua nha anh em, nội địa Nhật. Đó, cái này dài 5m4, đọt số 1. Cái này nguyên bản nha anh em, cái này tại hư phen rồi ha, em không có phen thay, em hạ phen luôn, hạ cần tay luôn. Cái này 100% với anh em là nội địa Nhật. Anh em nào vô mà nói cái này không nội địa Nhật thì tặng cái này luôn, khỏi bàn. Chứng minh được nó không nội địa Nhật thì tặng luôn, khỏi bán gì chăng. Cái nào đảm bảo với anh em thì em đảm bảo. Còn khá ok, còn khá mới nha anh em. Cây này dài 5m4, nặng 200g. Đọt 1 ly 1. Độ cứng ra tầm khoảng 2h đến 2h rưỡi, chiên anh em săn chép nha. Cây này thu gọn là 100cm, giá là 850k. Đó, hàng chia đem săn chép, hàng là đề Nhật, phôi nó thì khỏi bàn. Em tháo cho anh em xem. Đó, gút mà nghe gẹt 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 là hiểu rồi á. Cây này tại lỗi phen rồi, em không có phen phai, hạ luôn. Đây, đó. Hàng carbon sẵn nha anh em. Sẵn thế này khỏi chê rồi tao hết trơn. Hàng còn khá là mới nha anh em. Nó địa chỉ đầu cần luôn. Thôi dày khỏi chê rồi. Cái này chê anh em săn gô chép giết giật đánh là bao phê. Đó, giá cây số 7 giá là 850k nha anh em. Còn khá là mới. Đây qua nội địa Nhật, đọc nó đây. Thế này nè, độ nảy khá cao nha anh em. Đó. Rồi, giá công khai cây số 7.
850k nha. Rồi, bỏ qua bên. Tiếp theo sẽ là cây số 8. Cây số 8 là một cây hàng của Ravis. Hàng này hàng China xuất nội địa Nhật nha anh em. Đây, rồi. Hàng này hàng gì quên mất tiêu, đọc không được ta. Rod. China xuất nội địa Nhật. Cây này thì ngoại hình khá ok. Khá ok thôi, nhưng nó quản xuất sắc. Quản đi chỉ đâu cần hết cho anh em nha. Cái này được cái là cái phôi nó dày, cực kỳ dày luôn. Bù lại là nó nặng. À, cây này dài 5m4, nặng 350g, đọt 1.8, đọt cứng là 8H, không, đọt cứng là 4H. Thu gọn là 105cm, giá là 750k nha anh em. À, cây này về anh em nó bạo lực nè. Đó, khỏi bàn. Săn hàng, săn chơi, săn chép, săn chê, săn cha. Chất liệu là chất liệu carbon nha anh em. Em cho anh em xem mấy lóng mà trước. Đó. Nó sơn kim tuyến mà kim tuyến tím anh em. Đó. Thôi rớt nó kêu cục cục cục. Hàng vẫn hàng xuất sắc nha anh em. Thôi nè, rất là dày nha anh em. Đọt cái này. Đọt ấm với lông áp đọt. Carbon nha anh em. Sẵn nè, sẵn cuồn cuộn luôn. Tầm 4H nha anh em. Tầm khoảng 4H. Rồi, giá cây số 8. Giá 750k nha anh em. Đó. Tiếp theo sẽ là cây số 9. Cây số 9 em lên cho mọi người là một cây cần ISO hạ tay. À, cây này xuất nội địa Nhật nha anh em, hàng carbon. Cây này đọt số 3 và 5m4. À, hàng của hàng gì? TF đẹp lúc. Đó, vẫn địa chỉ đầu cần. Địa chỉ đầu cần hết cho anh em. Hàng chất liệu carbon khỏi bàn. Cây này dài 5m4, nặng 250g, đọt số đọt 0.7 ly, độ cứng tầm khoảng 2H gần đến 3H. Chia anh em chép nha anh em. Thu gọn 107cm. Cây này chia anh em chép bạo lực rồi. Đó, hàng ISO mà đánh cái này là khỏi bàn. Carbon sáng chìm nha anh em. Đó. Bỏ mấy lóng này xuống trước đi. Đó. Carbon sáng chìm nha anh em. Tất cả những lóng ở trong nhìn khá ok nha. Lóng ngoài nó xấu xí thôi, lóng trong thì đẹp đẽ. Đó. Nói chung thì hàng này không bể nứt, bể nẻ gì hết. Anh em có thể kiểm tra hàng thoải mái, cứ hàng báo em hàng nứt rồi, bể rồi, ok, trả lại cho em nhận hết. Cây này được cái là đọt long phụng, dạng mà vừa lỏng mà vừa bỏng mà vừa đặc anh em. Độ cứng nó cao một tí. Khúc này khá ok anh em. Khá đẹp. Đây, đọc nó đây. Đọc nó khá cứng nha anh em, cứng lắm. Tầm khoảng 2 cử 3H nè. Đây, khúc này khúc nối giữa bên đây bọng bên đây đặt nè, đó, khúc đặt này nó cứng. Nó làm cứng cái cần lên. Rồi, giá công khai cây này. Giá công khai cây này là 700k nha anh em. Đó. Tiếp theo sẽ là cây số mờ. Cây số mờ là một cây cần của Bitlin Mid. Cây này dài 5, cây này đọt số 3 và 5m4, hàng nguyên bản. Em đo lại thành còn 5m2 nha anh em.
nặng 280 g, thu gọn 103 cm, độc 1.8, độ cứng tầm khoảng 3H, gỡ đến 4H. Chê anh em đi săn hàng, săn chép chơi. Đó. Em vẫn đi chỉ đầu cần nha anh em, đi chỉ đầu cần. Hết. Giá cái này công khai luôn, giá cái số 10 khoảng là 700k nha anh em. Hàng chất lượng carbon thì khỏi bàn rồi. Cái này thì còn mới nha anh em. Tất cả những lóng ở trong còn rất là mới đây. Đó. Hàng carbon nha anh em, sẵn nè. Sơn bạc nha anh em, mới lắm. Nói chung thì mấy đọt trong nó không xuất phát gì nhiều hết. Gớt là giống như cây sắt gớt vậy. Đó. Đóng trong còn khá mới nha anh em, đóng trong không xuất sắc gì nhiều hết. Khá ok nha, đọt là đọt sắn carbon nha. Tất cả nó lóng trong còn ok, không lỗi. Rồi, giá công khai cái số 10 khoảng là 700k nha anh em. Tiếp theo sẽ là cây số 11. Cây cuối cùng. À, một cây của hàng hàng kit. À, hàng là carbon nha anh em. Đó. À. Cây này đọt số 3 và 5m4. Chiều đo em đo bằng thước của em á, nếu chiều dài thực của nó là còn 5m3. Nặng 250 g, thu gọn 106 cm, đọt 1.9 nha anh em. Đó, độ cứng tầm 3H, gỡ đến 4H. Chị anh em săn chép chơi chơi săn hàng. À, chất liệu carbon nha anh em, ngoại hình ở ngoài thì ISO hòa tay mà nó vẫn có xuất sắc, vì thợ người ta làm á, ta cạy cái bát này ra nè, gọi không có tránh được cái đó rồi. Quan trọng những lóng ở trong với phôi của nó thôi. Độ cứng của cần đó. Đây. À, phôi ở trong đây. Bán hàng này kéo lên cho anh em xem. Nó vẫn có xuất sắc. Cái nào xuất sắc thì em bảo xuất sắc thôi. Đó, sức dâm đi tí anh em. Carbon. Đây, những lóng ở trên đây thì nó ít sức, rất là ít luôn. Nói chung là còn như mới. Những lóng ở dưới nó hoạt động nhiều, nó bị sức. Địa chỉ đâu cần hết nha anh em. Mới khỏi bàn. Nhìn ngoài nó lạ lắm anh em. Sắn chìm thì nhìn ở ngoài nó phê lắm. À đây, đọt 3H cỡ 4H, đọt khá cứng nha anh em. Rồi, giá công khai cây số 1, giá vẫn là 700k nha anh em. Đó, rồi, đó là tất cả 11 cây cần ISO hạ tay em ra cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng cây nào có thể chốt để lại số điện thoại, em có thể tự động liên hệ với anh em. Rồi, cảm ơn anh em.